Bức thư của Chúa Giêsu. Thiên đàng, ngày, tháng, năm. Con yêu của ta, sáng nay con thức dậy. Ta dõi bước con và hy vọng con sẽ nói chuyện với ta, dù chỉ là vài lời hỏi ý kiến ta hay cảm ơn ta về một việc gì đó xảy ra trên đời sống của con. Nhưng ta để ý thấy con quá bận rộn tìm một bộ đồ vừa ý, cột tóc hay chải tóc cho thật đẹp để chuẩn bị đi làm hoặc đến trường. Con chạy quanh nhà tìm thứ này thứ kia, và ta biết con sẽ có dư vài phút để chào ta buổi sáng, nhưng con lại quá bận rộn. Một lúc nào đó, con phải ngồi đợi 15 phút mà chẳng làm gì ngoài việc ngồi trên ghế. Rồi bất ngờ, con nhảy dựng lên. Ta rất mừng vì tưởng rằng con muốn nói chuyện với ta. Nhưng không, con lại chạy đi nghe điện thoại và gọi cho một người bạn để tán gẫu. Ta trông theo mỗi bước chân con đến trường hay đến bất cứ nơi đâu. Nhưng ta biết chắc rằng con quá bận rộn với việc học, việc làm của mình nên không thể nói chuyện với ta. Trước bữa trưa, ta thấy con liếc nhìn xem xung quanh, và có lẽ con cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện với ta nơi công cộng này. Và con chẳng cúi đầu cảm ơn ta về bữa trưa. Nhưng không sao, vẫn chưa hết một ngày, và ta hy vọng con sẽ nói chuyện với ta. Con về nhà, và xem ra con có rất nhiều việc phải làm. Bài tập, việc nhà, đi học thêm. Gặp bài tập khó, ta hy vọng con sẽ hỏi ta. Nhưng không, con quay số máy của bạn con, hỏi bài và huyên thuyên đủ thứ chuyện. Rồi con bật tivi lên và ngồi xem. Ta cũng không biết mình có giống tivi hay không nữa. Một thứ máy với đủ thứ chuyện trong đó. Vậy mà con dành hàng giờ cho nó mỗi ngày, chỉ xem mà chẳng suy nghĩ gì cả. Một lần nữa, con chẳng nói với ta lời nào. Ta chờ con ăn xong bữa tối, làm vài công việc nhà. Khi màn đêm buông xuống, và ta đoán chắc rằng con đã mệt, con leo lên giường và chìm sâu vào giấc ngủ sau khi chúc gia đình ngủ ngon. Con làm những việc con phải làm và quên bẵng đi việc trò chuyện với ta. Không sao, có lẽ con không nhận thấy rằng ta luôn ở bên con. Ta kiên nhẫn hơn con tưởng nhiều. Ta cũng muốn dạy con kiên nhẫn với người khác nữa. Bởi vì quá yêu con, cách đây lâu lắm rồi, ta đã rời thiên đàng xinh đẹp để xuống trần gian này. Ta hy sinh nhiều chỉ để nhận lại sự chế giễu và khinh bỉ. Thậm chí ta phải chết để con được sống. Ta yêu con quá nên ta đợi con mỗi ngày, chỉ để nhận được cái cúi đầu cầu nguyện, hay một lời suy nghĩ, hoặc một lời cảm tạ từ đáy lòng con. Thật khó khi ta phải đối thoại một mình trong suốt một thời gian dài con ạ. Và hôm nay con lại thức dậy, sẵn sàng cho một ngày mới. Một lần nữa ta lại đợi con với chẳng có gì khác ngoài tình yêu của ta dành cho con. Hy vọng hôm nay con sẽ dành ít phút cho ta, con nhé. Chúc con một ngày tốt lành. Ký tên bạn của con, Giêsu Kitô.